Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một cái video giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió điều hòa trong xe của xe Hyundai Getz 1.1 đời 2009. Hàng được sản xuất tại nhà máy Halon, Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối tại An Thái Auto. Tiếp đến em xin mời mọi người sẽ nhìn tổng thể của chiếc quạt. Vâng, mọi người vừa nhìn sơ qua, đó là tổng thể của một chiếc quạt, bao gồm cánh, ốp bên ngoài, ba điểm bắt ốc. Hàng của hãng Halon chỉ đứng sau Hyundai Mobis nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng của nó. Đây, anh em có thể nhìn cái chất cánh của nó rất là chắc chắn á. Và cái hàng sản xuất theo OEM này thì tất cả các chi tiết của nó đều có mã nên anh em có thể để ý đây ạ. Anh em có nhu cầu tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.